giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, tấn công, Euro 2024. Có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia sẽ tham dự vòng chung kết Euro 2024 trong màu áo các đội tuyển quốc gia hàng đầu. Euro 2024 sẽ chính thức khai mạc đêm ngày 14 tháng 6 tới. Trước giải đấu một tuần, các đội sẽ phải chốt danh sách tối đa 26 cầu thủ mỗi đội lên ban tổ chức. Ngay ở thời điểm này, nhiều đội đã chốt danh sách hoặc công bố danh sách sơ bộ. Theo bản danh sách được cập nhật đến sáng ngày 3 tháng 6, đáng chú ý có rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia sẽ tham dự vòng chung kết Euro 2024. Cụ thể, có đến 15 cầu thủ đang khoác áo các câu lạc bộ ở Saudi Arabia sẽ thi đấu tại vòng chung kết Euro 2024. Giải đấu ở Tây Á cũng trở thành nơi cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho các đội tuyển quốc gia dự Euro năm nay, không tính các giải đấu ở châu Âu. Danh sách cụ thể 15 cầu thủ này là Ruben Neves, Otavio, Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha, Solomon Vivilia, đội tuyển Georgia, Mary Demiran, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Nicole Stanciu, Andrei Bucac, đội tuyển Romania, Yannick Carrasco, đội tuyển Bỉ, N'Golo Kante, đội tuyển Pháp, Jorginho Wijnaldum, đội tuyển Hà Lan, Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, đội tuyển Serbia, Marcelo Brozović, đội tuyển Croatia, Aymeric Laporte, đội tuyển Tây Ban Nha, Jack Henry, đội tuyển Scotland. Điều này cho thấy giải vô địch quốc gia Saudi Arabia vẫn đang thu hút nhiều ngôi sao đến từ châu Âu, đúng như lời Ronaldo đã nói rằng giải đấu ở Tây Á sẽ sớm trở thành một trong những giải đấu chất lượng của thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.